Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, vừa qua, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC đã khôi phục cảnh báo màu xanh ra trời khi cơn bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn, gió giật trên biển. Vào lúc 10 giờ sáng, theo giờ địa phương, vị trí tâm bão được xác định nằm ở các khu vực duyên hải phía đông bắc thành phố Vân Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, với sức gió mạnh tới 26 m/s. Trước đó, bão số 5 đã đổ bộ khu vực ven biển thành phố Vân Xương rạng sáng hôm thứ Năm hôm qua. Theo dự báo của NMC, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 14 km/h và sẽ đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông vào trưa cùng ngày, tiếp đó vào tỉnh Quảng Tây và khu vực phía Bắc của Việt Nam vào chiều tối thứ Sáu. Cơ quan này dự báo các khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông, đảo Hải Nam và Quảng Tây của Trung Quốc cũng như eo biển Quỳnh Châu sẽ có gió mạnh từ chiều thứ Năm đến chiều thứ Sáu. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng khuyến cáo các chính quyền địa phương có biện pháp phòng tránh thiên tai và các tàu thuyền tại các vùng bị ảnh hưởng trở về bờ. Theo giới chức địa phương, tỉnh Hải Nam đã hứng chịu mưa lớn từ đêm hôm thứ Tư với lượng mưa tối đa đo được 376,1 mm trong vòng 24 giờ ở Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh này. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Gió mạnh và mưa lớn đã khiến giao thông địa phương bị gián đoạn. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu đã phải hủy 50 chuyến bay, trong khi sân bay thành phố Tam Á cũng phải hủy 6 chuyến bay trong ngày thứ Năm. Tất cả các dịch vụ bến phà tại eo biển Quỳnh Châu và các dịch vụ đường sắt siêu tốc trong khu vực cũng được yêu cầu tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, hơn 100 chuyến xe buýt ở Hải Khẩu cũng dừng hoạt động vào lúc 10 giờ sáng. Thưa quý vị, dòng chảy vụn có thể coi là một loại lũ quét đặc biệt khác với lũ thông thường và làm lượng trầm tích và đá mà nó mang theo vượt quá 15%, cao nhất có thể lên tới 80%, nên tỷ trọng của nó rất lớn. Trọng lượng riêng của nước là 1, trong khi trọng lượng riêng của lở đất là trên 1,3, cao nhất có thể đạt tới 2,3. Trọng lượng riêng lớn và sức nổi lớn. Nó có thể mang theo những tảng đá nặng hàng trăm tấn, thậm chí hàng nghìn tấn, nên có sức công phá rất lớn, có thể phá hủy mọi chướng ngại vật trên đường tiến về phía trước. Sự hình thành của lở đất trước tiên phải có nền tảng vật chất là một lượng lớn đất đá rời tích tụ. Thứ hai, nó phải có địa hình dốc để có thể di chuyển xuống dưới bằng trọng lực. Thứ ba, nó phải được trộn với nước để tạo ra đá và đất tích tụ trở thành những con rồng hung dữ và khuấy động. Vì vậy, lượng mưa lớn thường trở thành ngòi nổ gây ra lở đất. Các khu vực núi cao và hẻm núi ở phía Tây Trung Quốc luôn dễ bị dòng mảnh vụn do môi trường địa chất và địa lý của chúng. Các khu vực miền núi như núi Long Môn ở phía Tây Tứ Xuyên đã bị trận động đất ở Vân Xuyên hôm vừa qua tàn phá nghiêm trọng và một lượng lớn đất đá lỏng lẻo tích tụ được hình thành do sụp đổ và sạt lở đất. Do đó, vào mùa mưa sau trận động đất ở Vân Xuyên, thảm họa dòng mảnh vỡ quy mô lớn đã xảy ra nhiều lần. Vào tuần trước, hơn 1.000 người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ lở đất ở sông Tây Hà và Đông Hà ở Tây Sương, Tứ Xuyên. Sông Tây Hà và sông Đông Hà nằm ở rìa thành phố Tây Sương và là phụ lưu của sông An Ninh. Trong lịch sử đã từng xảy ra nhiều vụ lở đất. Vào thứ Năm tuần trước, một trận lở đất lớn đã xảy ra đồng thời ở sông Tây và sông Đông, phá hủy 5 con phố, phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà, phá hủy khoảng 2.000 hectare đất màu mỡ và khiến hơn 1.000 người thương vong. Theo báo cáo của chính quyền, cho đến rạng sáng có gió, mưa, sấm sét, đến nửa đêm, lở đất ập xuống, cuốn trôi hàng chục nghìn hecta đất màu mỡ và những con phố có hàng nghìn người qua lại. Sau thảm họa, tỉnh trưởng và các quan chức địa phương khác đã đi qua bùn để kiểm tra tình hình thiên tai và quyên góp tiền lương của các quan chức để xử lý hài cốt của những người đã khuất. Dưới sự thúc giục của chính phủ, những người thu gom xác chết đã đến và đi và tập trung hài cốt của các nạn nhân ở bãi đất trống trước là sân vận động. Những bộ hài cốt phủ đầy bùn và than trên khắp mặt đất. Những người sống sót là cha và con trai, hoặc con gái và mẹ, hoặc trẻ nhỏ, hoặc người già bị chia cắt. Thành phố Võ Đô, nơi đã tạo tiền lệ cho việc ngăn chặn và kiểm soát dòng chảy mảnh vụn trên thế giới, cũng không ngoại lệ. Trước đó, hơn 400 người chết trong trận lở đất sông Bắc Ngư ở Võ Đô, Cam Túc. Sông Bắc Ngư nằm ở phía đông bắc của huyện Võ Đô, chảy vào sông Bạch Thủy ở phía tây thành phố Võ Đô, là một rãnh dòng chảy mảnh vụn rất nguy hiểm. Trong lịch sử thường xuyên xảy ra thiên tai, từ thời nhà Tống đã có ghi chép về việc đắp đê bảo vệ mương sông, nhưng lở đất vẫn nhiều lần phá vỡ đê vào thành gây ra tai họa.
vào thời Bắc Tống để giảm nguy cơ sạt lở đất, dự án chuyển hướng dòng chảy đã được xây dựng, giúp chuyển hướng thành công các vụ lở đất và bảo vệ thành phố cổ Chiết Khâu, nay là Võ Đô, khỏi nguy cơ sạt lở đất trong hàng trăm năm, tạo ra một tiền lệ cho các dự án phòng chống sạt lở đất trên thế giới. Tuy nhiên, với sự thay đổi của các triều đại và thời gian trôi qua, những công trình này đã bị hư hỏng trong một thời gian dài và lở đất lại hoành hành. Tháng trước, một vụ lở đất lớn xảy ra ở sông Bạch Thủy khiến hơn 400 người bị cuốn trôi và chôn vùi, gây ra thảm họa lớn. Do ảnh hưởng lâu dài của lở đất, có 3 câu nói được lưu truyền ở thành phố Võ Đô: núi cao hơn mây, nước cao hơn thành phố và người cao hơn vật chôn giấu. Các sông băng tan chảy ở các vùng núi cao và hẻm núi phía đông nam Tây Tạng kết hợp với dòng mảnh vụn khổng lồ do mưa lớn gây ra cũng đã khiến cho các trận lở đất xảy ra ở đây. Cuối tháng 4 vừa qua, hơn 140 người chết trong trận lở đất ở Cố Tương Câu, huyện Bố Mỹ, Tây Tạng. Cố Tương Câu ở huyện Bố Mỹ nằm ở sườn phía đông nam của núi Nyang Penthala và có nhiều sông băng ở đầu nguồn thung lũng. Năm ngoái, trận động đất 8,6 độ Richter ở Jeju đã gây ra một trận lở tuyết. Băng tuyết tan ở khu vực nguồn Cố Tương Câu với quy mô chưa từng có trên con kênh rộng hơn 40 mét. Vào tháng 4 vừa qua, sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng do mưa lớn và nhiệt độ cao liên tục cũng đã khiến dòng chảy mảnh vụn Cố Tương Câu bùng phát trên diện rộng, đất nông nghiệp, làng mạc và đền thờ xung quanh cổ hương bị phá hủy và hơn 140 người thiệt mạng. Những tảng đá có đường kính từ 10 đến 20 mét trôi nổi trong dòng bùn như một con tàu và một lượng lớn trầm tích đổ vào bát Long Ba, chặn dòng sông và tạo thành hồ cổ hương. Và đây chỉ là khúc dạo đầu cho hiệu suất lâu dài của trận lở đất ở Cổ Hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, các vụ lở đất ở khu vực nguồn của Cố Tương Câu thường xuyên bùng phát, đã có hơn 600 lần sạt lở đất từ Cố Tương Câu và số lượng tối đa là 85 lần một năm. Giao thông thường xuyên bị gián đoạn. Khoảng 100 triệu mét khối chất rắn đã bị dòng mảnh vụn di chuyển ra khỏi Cố Tương Câu, tạo thành một khối tích tụ hình quạt khổng lồ ở cửa Cố Tương Câu. Lở đất ở Cổ Hương đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với tuyến tứ xuyên Tây Tạng. Kính thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin mực nước sông Điệu Giang ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đang dâng cao do mưa lớn liên tục. Lũ lụt hơn 30 năm mới có một lần, hầu hết quận Dung Thủy bị ngập lụt. Cục Thủy văn của khu tự trị dự đoán rằng trạm Liễu Châu của sông Liễu Giang sẽ có mực nước đỉnh lũ vào lúc 23 giờ ngày thứ Tư, cao hơn 7 mét so với mực nước cảnh báo và khoảng hơn 30 năm mới xuất hiện một lần. Theo phân tích của Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, trạm Liễu Châu của sông Liễu Giang có thể có mực nước đỉnh lũ là 91,9 m. Đây là trận lũ lớn thứ 3 trong lịch sử kể từ khi có dữ liệu đo đạc thực tế. Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán của quận tự trị Liễu Châu Dung Thủy Miêu cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng hôm thứ Tư, mực nước cao 114,3 m đã xuất hiện tại trạm Dung Thủy ở Rong Giang, cao hơn 7,7 m so với mực nước cảnh báo, mức cao nhất mực nước trong hơn 20 năm. Tất cả 20 ngôi làng ở thị trấn ở quận Dung Thủy đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, tại các quận lỵ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hầu hết các quận phía Nam và trung tâm của quận đều bị ngập lụt. Một phần phía Bắc của quận bị ngập lụt, giao thông trên các đường phố chính trong quận bị gián đoạn. Hầu hết các cửa hàng đều bị ngâm nước, bè tre, thuyền gỗ là phương tiện di chuyển chủ yếu. Dân số bị ảnh hưởng trong quận là 150.000 người. 1.100 hộ gia đình và 4.950 ngôi nhà bị hư hại do thiên tai và cơ sở hạ tầng như giao thông và thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng. Sau thảm họa, quận Dung Thủy đã đưa ra nhiều kế hoạch khác nhau để kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vào ngày hôm thứ Hai. Và công việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai vẫn đang diễn ra sôi nổi. Theo Cục Khí tượng của khu tự trị, vào hôm thứ Tư, Hà Trì, Hà Châu, Lai Bình, Ngô Châu, Ngọc Lâm, Quý Cảng, Nam Ninh, Khâm Châu, Phòng Thành Cảng, Bắc Hải và các thành phố khác, cũng như Quế Lâm và Liễu Châu, những ngày nhiều mây có mưa lớn, một số khu vực có mưa to cục bộ đến mưa rất to, kèm theo sấm sét, dông ngắn và gió giật mạnh cùng các dạng thời tiết đối lưu mạnh. Tính đến 10 giờ 50 phút ngày thứ Tư, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Quảng Tây đã lên tới 5 thành phố và 28 huyện, với số dân bị ảnh hưởng là 1,4506 triệu người. Và lúc 11 giờ trưa ngày thứ Tư, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ Hạn hán khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 3 lên cấp độ 2 để đảm bảo công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ thiên tai diễn ra thuận lợi.
Hôm thứ Tư, tại huyện Lạc Thành, Quảng Tây, cảnh sát vũ trang và lính cứu hỏa đã sử dụng cơ thể của họ làm biển báo chỉ đường để giúp các phương tiện đi qua vượt qua con đường ngập nước. Quý vị thân mến, Tân Hoa Xã đã tổng hợp và cho biết miền Trung và miền Tây Trung Quốc mấy ngày liên tiếp hứng chịu mưa lớn, trong đó Hồ Nam, Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Ủy ban giảm thiểu và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp 4, đồng thời cử các nhóm công tác đến vùng thiên tai tương ứng. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình chống lũ lụt tại các địa phương trên hết sức gay gắt, bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam và sự di chuyển về phía Nam của vành đai mưa phía trước Mayu ở lưu vực sông Dương Tử. Lượng mưa lớn đã xảy ra ở Quảng Tây trong những ngày qua, với mưa lớn và mưa bão cực lớn ở một số khu vực. Mưa lớn khiến nhiều con sông ở Quảng Tây vượt mức nước cảnh báo. Đến 17 giờ ngày thứ Ba tại trạm Quế Lâm xuất hiện đỉnh lũ khoảng 148,55m, cao hơn mực nước cảnh báo khoảng 2,85m. Mực nước sông Lệ Giang cũng tiếp tục dâng cao. Bắt đầu từ ngày thứ Ba, toàn bộ sông Lệ Giang đã bị đóng để điều hướng. Vào chiều ngày thứ Ba, Bộ Dân Chính đã cấp phát khẩn cấp 2.000 lều cứu trợ thiên tai cho Quảng Tây. Mưa lớn cũng đã xảy ra ở một số khu vực ở Giang Tây và Hồ Nam. Mưa lớn cũng gây nguy hiểm nghiêm trọng cho đập hồ chứa nước Tham Ma ở Lạc Thành, Quảng Tây và 15.011 người ở hạ lưu hồ chứa nước Tham Ma đã được di chuyển an toàn. Hiện tình trạng thân đập gặp nguy hiểm đã giảm bớt. Trong tình trạng thiếu nước, lương thực và điện, chính quyền địa phương đã phát động cuộc giải cứu. Ủy ban quận và chính quyền quận của quận tự trị Dung Thủy Miêu ở Quảng Tây, tính đến 12 giờ trưa thứ Tư, hơn 300 học sinh nội trú tại trường trung học cơ sở thị trấn Hê Mu ở quận này đã bị lũ lụt bao vây và rơi vào tình trạng thiếu nước, lương thực, mất điện. Chỉ huy cứu trợ lũ lụt quận Dung Thủy và quận Đông Lĩnh nói với các phóng viên rằng hầu hết các con đường trong các ngôi làng và thị trấn nơi có gia đình của các học sinh bị mắc kẹt đều bị ngập và các em không thể về nhà. Hiện tại, lương thực và nước khoáng cần thiết cho việc cứu hộ đã được chuẩn bị ở thị trấn Vĩnh Lạc, tiếp giáp với thị trấn Hê Mu và những chiếc thuyền để vận chuyển vật phẩm cứu trợ thiên tai cũng đã được chuẩn bị. Nhu cầu thiết yếu hàng ngày đến trường trung học cơ sở ở thị trấn Hê Mu bằng thuyền. Hiện tại, sự an toàn của những học sinh này đã được đảm bảo và hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!